Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Đừng bỏ qua video này nếu bạn thuộc một trong những con giáp dưới đây, bởi ngày 8 tháng 12 âm lịch là một ngày đại cát của các bạn. Bước sang ngày 8, mọi khó khăn, khổ cực, vất vả của các bạn trong quá khứ sẽ bất ngờ tan biến. Thay vào đó, các bạn hãy sẵn sàng đón chào những tin vui liên tục ập đến trong ngày hôm nay. Tin vui thứ nhất là các bạn sẽ có khả năng cao được thăng quan tiến chức, cấp trên đề bạt, nâng đỡ, đồng nghiệp nhiệt tình, giúp đỡ trong công việc. Tin vui thứ hai về gia đạo, các bạn sẽ nhận được tin vui, quà tặng từ người thân ở phương xa. Tin vui thứ ba về phương diện tình cảm, bạn sẽ được người trong mộng đáp lại tình cảm, hạnh phúc ngập tràn, trong lòng nở hoa. Và những con giáp may mắn trong ngày 8 là con giáp Sửu, Mão, Mùi, Thân, Dậu, Tuất. Tuổi Sửu, nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở, công việc của những chú trâu tiến triển thuận lợi, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Cá nhân được tập thể ủng hộ, phát huy tài năng, làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Được tình cảm nở hoa nhờ cục diện hỏa sinh thổ, nếu cảm thấy không thể đảm đương được hết thì hãy nhờ đến sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Mọi người sẵn sàng giúp bạn trong hôm nay. Một số bạn trẻ sẽ được người lớn khen ngợi trong ngày này. Được thực thần yêu ái nên Sửu khá hên trong chuyện tiền bạc ăn uống. Nhiều người nhận được lời mời tham gia ăn uống, tiệc tùng trong hôm nay. Những bạn đang làm túng thiếu tiền bạc được người nhà giúp đỡ trong lúc nguy cấp. Tình hình sức khỏe của tuổi Sửu trong hôm nay nhìn chung không vấn đề gì đáng lo ngại. Thể trạng tốt, hầu như ít ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Chỉ cần bạn duy trì được thói quen rèn luyện sức khỏe đều đặn, ăn uống và ngủ nghỉ khoa học thì chẳng lo bệnh tật quấy thân. Có điều thời điểm này đang vào mùa đông, dễ khiến cho bản mệnh mắc các bệnh đường hô hấp, khó tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải, cảm giác đuối sức. Nếu có lối sinh hoạt điều độ, tình trạng này sẽ sớm thuyên giảm. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân tị dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Tuổi Mão ngày này được thiên ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng là người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ. Nhờ cục diện mộc dưỡng hỏa, Mão chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, trở nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc như hôm nay chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh. Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì, hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc. Tình hình sức khỏe của những chú mèo trong ngày hôm nay khá ổn định, được trường sinh nuôi dưỡng, bệnh tật nhanh khỏi, cơ thể sớm phục hồi sau phẫu thuật. Bạn mệnh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh chứng đau dạ dày. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình, có thể coi hôm nay chính là cơ hội tốt để con giáp phát triển sự nghiệp, kinh doanh. Nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ tốt bằng. Tình cảm của tuổi Mùi hôm nay cũng rất thuận lợi, tốt đẹp nhờ hỏa sinh thổ. Nếu bạn ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ. Đó sẽ là cách tốt nhất mà bạn có thể đối xử với người mà bạn ghét. Nhiều người cũng yêu quý bạn nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình nhé Mùi. May mắn là có thực thần hỗ trợ nên Mùi có lộc ăn uống, buôn bán trong ngày. Mùi là những người không tầm thường, đặc biệt là những bạn đang làm thêm hoặc có công việc tay trái. Đây là thời điểm bạn thu được nhiều lộc nhất tuần. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Ngày mới tuổi Thân được chính tài tương trợ nên khá chăm chỉ cày cuốc, công danh sự nghiệp, tiền lương của tuổi này trong ngày mới khá rộng mở, đặc biệt những người thừa kế sự nghiệp từ gia đình sẽ rất gặp nhiều tin vui bất ngờ. Nhờ lục hợp cục nên vợ chồng cảm thông cho nhau, thấu hiểu, sống thiên về tình cảm, biết cách chăm lo gia đình nhỏ.
Tuổi này đi ra ngoài cũng hay được người khác xốp về tính tình lương thiện, nhanh nhẹn. Ngoài ra trong hôm nay, tuổi Thân có điểm báo hao tài, tốn của do hỏa, khắc kim. So với điều kiện tài chính hiện tại của con giáp này thì khoản tiền đó cũng là một khoản khá lớn. Vì vậy con giáp này làm gì cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Sức khỏe tuổi Thân cũng khó đạt trạng thái lý tưởng trong hôm nay. Công việc bận rộn, áp lực bủa vây khiến bản mệnh thường liên tục căng thẳng, đầu óc trong thời gian dài. Sức khỏe xuất hiện khá nhiều điểm bất thường như đau nửa đầu dữ dội, suy nhược thần kinh, mất ngủ. Nhiều người còn gặp vấn đề về chất lượng giấc ngủ hay ăn uống đều giảm sút. Bạn có thể sụt cân bất thường, chớ nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Do đó bạn cần hết sức chú trọng trong việc dưỡng sinh tinh thần, từ đó mới điều hòa được toàn bộ hoạt động của cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử may mắn, con cháu học hành đạt kết quả tốt nhờ tam hợp trợ mệnh. Con giáp này làm việc đâu ra đó nên đạt năng suất và hiệu quả cao, được cấp trên khen ngợi. Các thần bán hợp rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi Dậu. Với các cặp đôi đã qua thời gian tìm hiểu, tình cảm ngày càng mặn nồng, có thể tính chuyện hạnh phúc trăm năm. Thiên tài chiếu vận khuyến khích bạn mua một số tờ vé số để thử vận may của mình trong hôm nay, nhưng đừng quá u mê. Bản mệnh nên cởi mở và tích cực giao lưu với mọi người xung quanh nhiều hơn để xây dựng mối quan hệ làm ăn. Con giáp này đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán lộc trời cho, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng hoa hồng của bạn sẽ được chấp thuận. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc. Chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất, xem tử vi mùng 8 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho tuổi Tuất, nếu đầu tư nhỏ cũng sẽ giúp bản mệnh kiếm thêm được một khoản để trang trải cho cuộc sống. Nhưng không nên chi tiêu hoang phí, song chớ nên mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực mà không có sự hiểu biết nhất định. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ tam hội cục, tình yêu đôi lứa cũng được cải thiện đáng kể. Hai người thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, thi thoảng bạn hay lo xa nhưng bù lại vẫn bình an vô sự. Không gặp tai nạn nghiêm trọng là rất may mắn rồi. Tuy có chút vất vả, song bù lại nguồn tài chính vững vàng, đủ để tuổi Tuất chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngoài ra trong ngày này, bản mệnh có thể xuất hành đi xa như đi chơi, du lịch, công tác. Đây là ngày đẹp với người tuổi Tuất. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6 ngày 30 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Đinh Tỵ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Thổ, ngày Đinh Tỵ thuộc hành thổ khắc hành hủy. Ngày Đinh Tỵ thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Kỷ Hợi và Quý Hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp này hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!